Thưa quý vị, nhiệt độ giảm sâu, tiết trời rét buốt thì đã khiến gia tăng tình trạng bệnh nhi nhập viện. Đáng chú ý là nhiều trường hợp nhập viện ở trong tình trạng nặng khi mà việc chạy chữa tại gia đình không thể tiếp tục. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC trong chiều ngày hôm nay. Giữa giờ chiều, nhưng tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn rất đông bệnh nhi chờ khám. Hầu hết các bệnh nhi tới đây đều do bị các bệnh về đường hô hấp như ho kéo dài. Trước đó, gia đình dùng thuốc nhưng không đỡ. Cháu ho cách đây 4 ngày rồi ạ. Vâng, cháu bắt đầu thời tiết nó rét là cháu ho, mà cháu ho nó không ho nhiều đâu, nhưng mà thỉnh thoảng cháu ho nó cứ dằn, nó cứ kiểu phải dặn ra ấy. Mất hết cháu, mất hết tiếng. Khám ở gần nhà đấy, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Cháu uống thuốc được hôm nay là 3 ngày rồi, nhưng mà càng ngày cháu càng nặng. Theo các bác sĩ, trong đợt rét này, mỗi ngày tại khoa khám bệnh ghi nhận từ 2.500 tới 3.000 bệnh nhi. Trong đó, lứa tuổi bệnh nhi từ 1 tới 12 tháng tuổi là chủ yếu, chiếm 80% các ca bệnh. Nhiều trường hợp nặng phải thực hiện cấp cứu, trong đó chủ yếu ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Vùng Tuyên Quang hoặc là Hà Giang hay là ở những tỉnh Sơn La hay Điện Biên sẽ đến, thì những cái cháu bé này thường là cái vùng đấy là rét sâu và rét đậm, thì các cái hệ thống hô hấp của các cháu bé nó chưa được chuẩn bị tốt, thì các cháu bé có thể bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản co thắt và siêu hấp. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý, với dạng thời tiết như hiện nay thì những trẻ từ 1 tới dưới 6 tháng tuổi thường hay chịu tác động nhiều nhất với các bệnh lý về đường hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp và các bệnh lý về đường tiêu hóa, trong đó chủ yếu là tiêu chảy do rotavirus.